Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cảnh báo lừa đảo phát tán tin nhắn rác bằng trạm BTS giả. Triển vọng từ giống nho ngón tay đen NH04102. Lâm Đồng xử phạt hơn 100 trường hợp phương tiện lấn làn trên đèo Bảo Lộc và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 25,565 trên 706,348 tỷ đồng, đạt 3,6% kế hoạch được giao. Đến nay, toàn tỉnh còn 14 trên 36 dự án chưa được phê duyệt nên chưa đủ điều kiện để giao kế hoạch vốn. Các chương trình mục tiêu quốc gia có tác động lớn đến đối tượng thụ hưởng và là nguồn lực quan trọng trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương được bố trí vốn tập trung, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án, phấn đấu trong quý 2 năm 2023 giải ngân đạt 30% vốn. Đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ phê duyệt các dự án để đủ điều kiện được giao kế hoạch vốn chi tiết. Sau khi được giao vốn, cần tập trung triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các nội dung công việc hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu đến cuối năm, toàn tỉnh giải ngân đạt 100% vốn được giao, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 24 dự án FDI đang thực hiện với tổng vốn đăng ký trên 622 triệu đô la Mỹ, trong đó có 2 dự án với tổng vốn 26,9 triệu đô la Mỹ được đầu tư trong khu công nghiệp Hòa Phú. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thông qua việc thực hiện đầy đủ, nhất quán, đúng quy định, các chính sách ưu đãi về thuê đất, kết cấu hạ tầng, thủ tục hành chính, hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động. Tỉnh đã công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư nhằm tạo điều kiện kịp thời cho các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu đầu tư tại tỉnh. Cùng với đó là kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án. Những nỗ lực trên không chỉ tạo được ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mà còn khẳng định quan điểm và tầm nhìn phát triển bền vững của địa phương thông qua các chính sách cởi mở, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hứa hẹn mang lại triển vọng khả quan. Tính đến cuối quý 1 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt 37.700 tỷ đồng, tăng 568 tỷ đồng, tăng 1,53% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ ngắn hạn 21.766 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 57,73% trong tổng dư nợ trung dài hạn đạt 15.934 tỷ đồng, chiếm 42,27%. Riêng nợ xấu trên địa bàn là 185 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,49% so với tổng dư nợ. Thời gian tới, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tiền tệ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng cũng như các sản phẩm dịch vụ tài chính. Phấn đấu trong năm 2023, cả hệ thống huy động vốn tăng tối thiểu 12%, đầu tư tín dụng tăng từ 10 đến 12% với lãi suất hợp lý và cơ cấu tín dụng tập trung phục vụ sản xuất kinh doanh. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra và lây lan ra diện rộng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, phát trùng, phòng bệnh, rà soát tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, heo tai xanh, viêm da nổi cục trên trâu bò, tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm và thành lập các tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tại các huyện, thành phố, đảm bảo hiệu quả đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Thời gian thực hiện tiêm phòng vaccine trên đàn gia súc gia cầm từ ngày 12 tháng 4 năm 2023 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Nhằm giúp nông dân chuyển đổi cây trồng và đa dạng hóa sản phẩm nho, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã trồng thử nghiệm nhiều giống nho mới có năng suất và chất lượng cao. Thời gian gần đây, Viện cũng đã tuyển chọn thành công giống nho ăn tươi không hạt NH04102, hay còn gọi là nho ngón tay đen.
Đây là giống nho mới có nhiều ưu điểm vượt trội cả về màu sắc, chất lượng quả, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nho nhập khẩu trên thị trường. Anh Nguyễn Đình Trí là một trong những hộ nông dân tiên phong trồng giống nho NH04-102. Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, anh nhận thấy giống nho mới thích nghi tốt với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Kỹ thuật trồng cũng tương tự như các giống nho truyền thống hiện nay, nhưng năng suất và chất lượng tương đối cao. Đặc biệt là quả có hình dáng thon dài như ngón tay, nhìn rất bắt mắt nên được nhiều người ưa chuộng. Trước kia thì là mình trồng nho truyền thống chẳng hạn như nhà là nho đỏ, nho xanh. Thì bán cái giá nó thì mình thấy là nó cũng thấp hơn so với nho này. Rồi bây giờ thì mình thấy nho giống mới đi là nó thị trường của nó là cao. Lại mình từ khi đó là mình chuyển hướng trồng nho mới. Giống nho NH04-102 được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố lai ghép với gốc nho dại nên thích nghi tốt với điều kiện nắng hạn của tỉnh Ninh Thuận. Thời gian từ khi trồng đến thu hoạch, lứa quả đầu tiên khoảng từ 8 đến 10 tháng. Từ lúc cắt cành đến khi thu hoạch, quả chín khoảng 115 đến 130 ngày. Cái giống này là giống dai ngay. Nên là cái lượng phân bón và cái thời điểm bón thì nó sẽ là gắt cao hơn cả các cái giống nho truyền thống. Giống nho NH04-102 có quả dài hình ngón tay. Khi chín quả chuyển sang màu tím đen, vị ngọt đậm và không hạt. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật thì năng suất đạt khoảng từ 12 đến 15 tấn trên 1 hectare mỗi vụ. Hiện tại giá nho NH04-102 có giá dao động từ 220 đến 250.000 đồng 1 kg tại vườn, cao gấp 6 lần so với giá nho đỏ Cardinal, gấp 4 lần giống nho xanh NH01-48. Ngoài ra, nho ngón tay đen có cuống quả chắc, ít rụng nên khá thuận lợi cho vận chuyển đi xa. Qua cái tham quan thì tôi thấy là nếu chúng ta làm đổi qua cái nho này á thì cái khả năng là một năm chúng ta làm một vụ năng suất mà đạt thì cái lợi nhuận trong một năm ta vẫn đảm bảo. Để bảo hộ giống nho NH04-102, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã làm hồ sơ gửi Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được Cục Trồng trọt chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới. Hiện tại, Viện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để công bố giống lưu hành theo quy định của luật trồng trọt trước khi triển khai trồng đại trà. Giống nho này thể hiện là thích ứng với cái điều kiện thời tiết khí hậu của tỉnh Ninh Thuận. Thì trong thời gian qua, Viện cũng đã thử nghiệm nhiều địa điểm. Mà kết quả cho thấy rằng giống nho này đó là nó khả năng sinh trưởng và phát triển tốt. Mẫu mã sản phẩm là tương đối thích ứng với thị hiếu người tiêu dùng. Người tiêu dùng đều rất là thích, rất là phù hợp, cho nên là giá cả rất là cao, là giá bán thì bình quân từ 200.000 đến 250.000 đồng cho một ký. Thì tương ứng với là cái sản lượng như thế thì hiện nay thì nếu mà bà con nông dân trồng được giống này thì đem lại hiệu quả rất là cao. Tỉnh Ninh Thuận có khoảng 1.300 hectare nho, sản lượng thu hoạch hàng năm trên 33.000 tấn nho tươi, chủ yếu là các giống nho đỏ Cardinal, nho xanh NH01-48 và nho hồng NH01-152. Việc nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất thành công giống nho ngón tay đen NH04-102 sẽ làm đa dạng sản phẩm nho ăn tươi chất lượng cao và tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều tối ngày 7 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Năm nay, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27 tháng 6 năm 2023, buổi sáng họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. Buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngày 29 tháng 6 năm 2023, buổi sáng thí sinh làm bài thi các môn khoa học tự nhiên, gồm vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi các môn khoa học xã hội, gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thời gian làm bài 50 phút trên một môn thi. Buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, thời gian 60 phút. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, dự phòng.
Thí sinh đang học lớp 12 sẽ được đăng ký dự thi thử từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Thí sinh bắt đầu đăng ký chính thức bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Qua đẩy mạnh triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến nay tỉnh Kon Tum có trên 91% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa và hơn 81% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó có 84 trên 85 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiêu chí số 16 về văn hóa, lan tỏa nét đẹp khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Các cấp ngành địa phương, hội đoàn thể tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tiễn cơ sở, trong đó chú trọng đa dạng hình thức thực hiện các phong trào để thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, chủ động nhân rộng những mô hình tiêu biểu đã phát huy hiệu quả như mô hình phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Gia Lai xác định một trong những khó khăn hiện nay đó là thực hiện tiểu dự án 3 của dự án 5 phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực tế, hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ có một trung tâm dịch vụ việc làm và một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhưng hoạt động tư vấn tuyển dụng lao động của doanh nghiệp này chưa đem lại hiệu quả, nên việc các địa phương cùng lúc triển khai các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và tư vấn đưa lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, hiện nay mức hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tham gia đào tạo nghề trong chương trình Mục tiêu Quốc gia còn thấp so với thực tế. Và tại một số địa phương, nhu cầu của người dân tham gia các lớp đào tạo nghề cũng rất ít với lý do. Sau khi kết thúc các khóa đào tạo học nghề phi nông nghiệp dưới 3 tháng, thì cơ hội tìm kiếm việc làm không cao, nên gây khó khăn trong quá trình mở các lớp đào tạo nghề. Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại, đây chính là cơ sở đã và đang giúp nhiều thanh niên ở các vùng nông thôn miền núi khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất của quê hương mình. Câu chuyện khởi nghiệp của chị Cha Ma Lé Thị Nhĩ ở thôn Suối Khô, xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận là một ví dụ. Đây là vùng đất chị Cha Ma Lé Thị Nhĩ đã chọn để khởi nghiệp. Sự khô khát hoang hóa khiến ai nhìn cũng nản lòng. Tuy nhiên, quyết tâm không để đất hoang, chị Nhĩ đã vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Ái xây dựng chuồng trại, khoan giếng tìm nước để nuôi heo rừng lai và dê. Nhiều chướng ngại vật lắm. Nói chung là cũng khó khăn này kia rồi. Sợ trồng trọc ở đây thời tiết của nó lại không có được thuận lợi. Nắng thì nắng quá. Mà chỉ có ý định là nghĩ là chăn nuôi mới hợp cái môi trường ở đây. Ý tưởng là quyết định nuôi heo rừng lai và dê. Nuôi heo rừng lai tự đặt ra giá bán cố định, không chạy theo giá thị trường. Ai mua được thì bán. Cách làm tuy khác người, nhưng 8 năm qua, chị Nhĩ lại không phải lo đầu ra đối với đàn heo rừng lai của mình, thậm chí không đủ heo để bán. 20kg trở xuống là 130, còn trên 20kg là 120. Tại vì heo rừng của trang trại em là không có theo giá thị trường. Tại vì heo của mình nuôi heo sạch, không có cho ăn thực phẩm hay này kia. Mình chỉ cho ăn là mì, bắp, với lại lúa, với lại cỏ voi, vừa rồi cho thêm ăn mía vậy đó. Với phương thức đầu tư lấy ngắn nuôi dài, chị bán ra heo đực, còn heo cái giữ lại nuôi sinh sản. Hiện mỗi năm, gia đình chị Cha Ma Lé Thị Nhĩ cung cấp cho thị trường từ 80 đến 90 con heo rừng lai, thu về hơn 300 triệu đồng. Heo cái thì mình để giống, còn heo đực thì mình bán ra để lấy cái nguồn thu nhập đó là mình mua thức ăn lại cho nó. Cứ như thế thì cái nó đã tạo cho mình có cái nguồn vốn. Sau 8 năm khởi nghiệp đến nay, chị Cha Ma Lé Thị Nhĩ đã có trong tay một trang trại kinh tế tổng hợp rộng 7 hecta với đàn heo rừng lai hơn 100 con, đàn dê hơn 150 con và vẫn đang tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Sắp tới thì em cũng có ý định là trồng thêm cỏ với lại trồng thêm mía cho heo đồ ăn với lại trồng cỏ voi thì cho dê đồ cái nguồn ăn đó. Với lại giờ em cũng đang múc hồ bên kia. Dạ, em nuôi thêm cá. Với gia đình của em là giờ cũng đang nuôi thêm gà nữa. Bên cạnh phát triển chăn nuôi, chị Cha Ma Lé Thị Nhĩ còn mở một cửa hàng tạp hóa,
nằm giữa trung tâm xã Phước Chính, huyện Bắc Ái. Với nỗ lực vượt khó khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương mình, cha Mai Lé Thị Nhĩ đã trở thành tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên ở địa phương học tập làm theo. Đặc thù ở trên Bắc Ái thì đây là một trong những cái mô hình đang rất là ưu chuộng cũng như là có hiệu quả. Thì năm vừa rồi chúng tôi tổ chức một hoạt động là về học tập cái mô hình cũng như là giới thiệu về cái mô hình điển hình chỗ cha Mai Lé Thị Nhĩ, và các đối tượng tham gia đó là các bạn là các bộ đoàn cũng như là những bạn thanh niên mà có nhu cầu cũng như là định hướng phát triển kinh tế để tham gia học tập mô hình. Và hiện nay cái mô hình phát triển chăn nuôi tổng hợp thì các xã hầu như là đều có đang triển khai. Với nỗ lực cố gắng, quyết tâm vượt khó bằng khát vọng của tuổi trẻ, bước sang tuổi 33, cha Mai Lé Thị Nhĩ đã chứng minh cho nhiều người thấy nếu dám nghĩ, dám làm và quyết tâm thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Phần cuối bản tin hôm nay là những tin tức về tình hình an ninh trật tự. Thời gian qua, nhiều người dùng nhận được các tin nhắn rác chứa tên thương hiệu mạo danh ngân hàng, yêu cầu người dùng truy cập đường link để xem nội dung. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là một dạng tin nhắn lừa đảo, dụ người dùng truy cập đường link để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản. Thủ đoạn của hình thức lừa đảo này là rất tinh vi khi gửi các tin nhắn có tên thương hiệu để tăng độ uy tín, khiến người dùng tin tưởng truy cập. Để gửi tin nhắn đến người dùng, thủ đoạn chung của kẻ gian là tạo ra một trạm phát sóng BTS giả có thể phủ sóng trong khoảng 2 km. Trạm BTS giả sẽ làm nhiễu tín hiệu 3G, 4G xung quanh trạm BTS của nhà mạng. Sau đó phát sóng công suất lớn khiến thiết bị điện thoại nằm trong vùng phủ sẽ nhận được tin nhắn. Tin nhắn giả thường đi kèm một đường link, bấm vào sẽ truy cập đến một website giả mạo có giao diện giống hệt website của ngân hàng. Khi người dùng nhập thông tin tài khoản mật khẩu, sau đó nhập cả mã OTP, những thông tin này được hacker thu thập và thực hiện lệnh chuyển tiền trên hệ thống của ngân hàng, khiến cho người dùng bị mất tiền ngay lập tức. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chính thức công bố việc đưa vào vận hành cổng tra cứu thông tin tên miền. Thông qua hệ thống này, người sử dụng Internet có thể nhận diện, xác thực và cân nhắc các thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng. Sau hơn một tháng vận hành, trạm cảnh sát giao thông Madagui, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hơn 100 trường hợp phương tiện xe ô tô lấn làn, vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông trên đèo thông qua hệ thống camera giám sát. Tuyến đèo Bảo Lộc hiện có 9 camera giám sát được lắp đặt tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, nhằm theo dõi, giám sát việc phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn trên đèo Bảo Lộc. Sau gần một tháng đưa vào vận hành sử dụng, hệ thống camera giám sát an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc đã phát hiện hơn 100 trường hợp phương tiện xe ô tô vi phạm, hầu hết là xe ô tô cá nhân mang biển số ngoài tỉnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi hình ảnh phạt nguội tới các chủ phương tiện và tài xế vi phạm với mức phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, đồng thời áp dụng bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đánh giá chung cho thấy, từ khi hệ thống camera giám sát trên đèo Bảo Lộc đi vào hoạt động đến nay, tình trạng lấn làn vượt ẩu trên đèo đã giảm dần. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, không ghi nhận các loại phương tiện xe khách, xe tải và xe đầu kéo lấn làn vượt ẩu. Cũng trong gần một tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc ngày càng được đảm bảo và chỉ xảy ra một vụ va chạm nhẹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.